Chào mừng các bạn đến với bài review ống hút cà phê của mình. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại cối xay cà phê công suất lớn, đạt hàng tấn, hơn 1 tấn nhân trên 1 giờ, thì các bạn sẽ phải cào và xúc cà phê rất là mệt mỏi. Sau khi bỏ ra số tiền trên dưới 5 triệu, số tiền này không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng nó bằng một tháng lương của lao động phổ thông, thì các bạn sẽ được chuyển sang chế độ cào độc lập. Chế độ này sẽ giúp bạn mệt gấp đôi. Ngày xưa bạn phải xúc và cào, thì bây giờ bạn cào nhiều vật vã ra thì mới kịp cái ống nó hút. Bởi vì nó hút không bị mắc lá, không bị mắc cành, nó chạy rất là nhanh. Vậy thì bây giờ bạn phải chiến đấu với một cái ống hút và một cái cối xay chạy cực kỳ nhanh. Có thể là bỏ ra một số tiền cũng vừa vừa đấy, nhưng mà mình lại vẫn mệt như thế. Không biết là các bạn sẽ có mua không, nhưng mình thì đã mua rồi. Ống này mình mua của cơ khí Thùy Dương Buôn Hồ. Chào các bạn.